is Yuri Alamaz. Donna Alamaz. Oklahoma Alamaz. 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 Yuri. Zokanta, Zokanta, Holmes, Rogan, Donna, 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 Yuri, Zokanta, Zokanta. Alamaz, Holmes, 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 Oklahoma, Donna, Oklahoma, 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 Donna, Oklahoma, Oklahoma, Isa, Donna, Isa, Laura, Rogan, Yuri, Oklahoma, 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 Rogan, Donna, Laura, Oklahoma, Oklahoma, Donna, Isa, Isa, Oklahoma, 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 Rogan, Oklahoma, Rogan, Isa. Donna, 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 Laura, Donna, you're Donna, Oklahoma, Oklahoma, Laura, Laura, Alamaz, Alamaz, Donna, Alamaz, Alamaz, Rogan, Laura, Rogan, Laura, Donna, Oklahoma, Donna, Oklahoma, Alamaz, Donna, Oklahoma, Oklahoma, Alamaz, Alamaz, Eliza, Laura, Donna, Eliza. Bạn đang có bốn hiệu lùa về và một con dân đang đi dò. Tiếp theo là một con dân nữa được tách ra để đi dò của Hồng Anh. Kèo kèo không cờ bật. Lại tiếp tục một con voi nữa được Hồng Anh câu về. Đồ của Hồng Anh đã xem rồi, chỉ cần thêm một bãi quả phụ nữa thôi là sẽ có một vài pan đột biến ở đầu cánh. Áp sư tử. Vâng, rất may Hồng Anh đã né được. Vâng, rất đáng tiếc. Không biết là con voi có còn đủ 2 hit nữa không. Nếu không còn đủ 2 hit nữa thì sẽ rất mệt mỏi đây. Vâng, may quá. Vẫn còn đủ 2 hit. Và Hồng Anh còn định quay lại phi thêm một cái nữa. Rất nguy hiểm em ơi. Và ngoài những cái đồ lúc đầu như này thì Hồng Anh vẫn chưa dò được cái gì cả. Gặp một sư tử. Không biết còn cái gì cho em hay không. Em cần một đồ nữa để có thể... À đây, bãi quả phụ. Vâng, thế thì còn đi dò cái gì nữa. Lao vào mút bãi quả phụ thôi, không lẽ là muốn tìm một voi nữa hay sao? Bài này thì chỉ ăn bãi quả phụ. Vâng, một bãi... Tôi đã nói mà, đi dò làm cái gì nữa? Alamaz, Soma, Soma, Donna, Alamaz. Donna E, Donna E, Alamaz, Donna E, Alamaz, Alamaz, Donna E, Alamaz, Yuri, Yuri, Donna E, Alamaz, Laura, Donna E, Alamaz, Laura, Alamaz, Yuri, Alamaz, Oklahoma, Alamaz, Alamaz, Rogan, Alamaz, Oklahoma, Alamaz, Laura, Rogan, Alamaz. Rất đáng tiếc cho Hồng Anh là anh đã để chết mất một dân. Nên dân đó đi về ép gỗ thì cũng đã có một lượng gỗ khớ khớ rồi. Đây là cắt mà giỏi phết nhỉ.
Đây lại là tiếp tục một bãi quả lửa dành cho Hồng Anh. Một bài mà khả năng lên xong Hồng Anh sẽ đi ăn hoang toàn tập rồi. Sao chết 10 à 18 trên 1 dân. 3 dân được thiết kế để ăn vàng. Một bãi vàng có thể nói bất tử cho Hồng Anh. Rất mất tài với cái bãi cỏ. Nó gió bắt đầu được sinh ra rồi. Bi là người có điểm số cao nhất bên phía của Loạn Quân, bởi vì anh cầm xiang. Màn hình máy của Maxe, Maxe dâng L cho mùa 1 đánh cung rồi. Đang chọc thẳng vào nhà xe của BB. Và đây là cho Son đánh thẳng vào trong L, đánh thẳng vào trong cánh. Summerian của Van Lớp lên thẳng cung ở đầu cánh và đã bắt đầu có hốc về cơ cấu để có thể đóng chiếc BS ăn hiêu này cùng với ăn gỗ. Sẽ không phải đóng ruộng nhiều, đen luôn BL. Rất hay. Xe của BB đã trồi ra đầu cánh. Không biết BB sẽ đánh cái gì. Xe màu 4, màu 3, nhiều trong hai màu này. Màu 3 của vâng, vẫn không làm gì được. Nhà của màu 8 đã khung kín hoàn toàn rồi. Pan đang bị màu 6 dâng L chém vào thì phải. Màu 6 ở phía trong cánh. Các bạn thể thấy màu 6 lực lên dâng L là khá nhanh. Pan đúng không? 16 dường như cũng là một pan. Vâng, đúng là một pan. Tên này liệu có bo về kịp không? Vâng. Quá nhanh. Bọn trẻ bây giờ đúng là nhanh thật. Xem những mầm mống 96 này tôi cảm giác mình đã thực sự đã già đi rất nhiều. Anh hôm nay anh có xem phao về 7 Ruộng thần thánh phải nói là như vậy. Bây giờ lại quay trở lại nhà màu 8. Không biết có làm ăn được gì không, cái nhà màu 8 đã kín hết rồi. Vâng, vừa mới đen này là đen. Quay vào đây đi. Cung đã bắt đầu có một tên vẩy e, chém vẩy e. Nhưng màu 8 đã bắt đầu mang những con dân ra sửa. Không kịp, nó có lẽ đi ruộng. Bốn chiếc ruộng của màu 8. Vâng, đem đi chạy rồi. Nhưng màu 8 chắc chắn sẽ còn ruộng ở trong hốc kia nữa. Một tên Hồng Anh tôi nghĩ là lên giữ những con cung dự lạc đà của mình để có thể đi làm những cái việc khác hữu ích hơn hơn là việc thiêu quân. Bởi vì đối với anh lạc đà bây giờ rất quan trọng. Những con lạc đà này sinh ra từ lực ăn hoang chứ không phải là lực bền như việc chắc ruộng. Xem màu 4 dummy thằng ấy, dummy mình xem. Ông 4 timeline là 15 đã bắt đầu có y đâm vào nhà xe của BB. Trên đồng đã là trên đồng 3. BB trận đấu này dù là đầu cánh thế nhưng vẫn bất chấp đánh cung. Và lớp đang có timeline rất to. Đó là 43 trên 66. Đang quấy rối BB phía bên trong nhà. Một tên vẩy e đến từ BB. Rất nhanh. Nhưng tôi nghĩ BB chỉ là đang cầm cự thôi. Kaze đang có những con y lao ở trong phía bên trong nhà của BB. Và những con y này, những con y trên đồng 3 chứ không phải những con y bình thường đâu. Vẫn đang hay rất đều chảy vào nhà của Seng. Vẫn đang có những tên đồ để bơm từ đồng đội. Vẫn hay hay đây bây giờ đang là 6 con y rồi.
Cho Son Memel đang có một cái timeline cầm cho Son cũng gọi là được tại thời điểm hiện tại. Phút 20, timeline là 23. Vâng, Pan đang rất đông lạc đà, chúng ta thì thấy. Quá đông lạc đà. Còn BB thì vẫn đang cố gắng chảy cối. Vẫn đang cố gắng chảy cối trước những con y trên đồng ba của Max C và những con cung giờ Summer của Van Lớp. Đang có một sự phối hợp đến từ Van Lớp và Kaze. Thế là Bi đã bị y cả y ở cung lọc vào nhà rồi. Và lớp đang có timeline rất ổn định, đó là 56 đến 64. Và Bi đã bung nhà rồi. Một tuần đi móc máy thế nhưng đã chết hết gần số cung, hết toàn bộ số cung móc máy của BB. Và lớp tham lai đã là 6 xịt rồi. Một cái tham lai khỏe. Rất khỏe ở thời điểm hiện tại khi mà cầm cung đầu cánh. Lúc này Pan Pan của No1 đang đi rất gắt vào nhà Egypt của No1. Thế trận vẫn không biết đường nào một lần cả. Một trận đấu mà Hồng Anh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và không biết là đi đâu đây. Một năm đã bung hết toàn bộ BA rồi, đã bị y dọn sạch BA. Mèo đã đâm thẳng y vào nhà pan của chip boy. Vâng, thế nhưng Valorant đang bị một tên ốp nhà rất đông lạc đà của màu 6, các bạn có thể thấy. Và cung màu 5 nữa. Valorant đã bắt đầu bung hốc rồi. Các bạn có thể thấy lạc đà của chip boy đang quá đông. Một tên vẩy e đến từ chip boy. Thế trận cứ tưởng như rằng đã ưu. Thế nhưng không. Chip boy cầm một trận ban quá đông lạc đà. Vậy bây giờ thì ai là người chắc nhà bên phía của Valorant? Bây giờ vẫn còn một vấn đề cần giải quyết nữa, đó là 1-8. Cầm Egypt. Tham này đang đã quá đè rồi. Tỷ số là 3-2 ở set đấu thứ tư. Đen. Thank you.